đặc biệt là hôm nay thì bọn em có nhiệm vụ là bọn em sẽ hướng dẫn người dân cũng như các đoàn thể đến để quét mã trên thẻ căn cước hoặc là VNID để vào thăm viếng của em thì phải có mặt ở đây lúc 4 giờ và em đi từ khoảng 3 rưỡi gì đấy. Rồi là sau khi đến đây thì em cũng không ngờ là mọi người đến đông như thế, thì em cảm thấy được là sự tôn trọng, kính mến của mọi người, của người dân đối với Tổng Bí thư rất là nhiều ạ. Tất cả những người được tham gia phục vụ lễ tang của quốc tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày hôm nay thì bản thân mỗi người đều cảm thấy rất vinh dự. Lần đầu tiên em cảm thấy rất là vinh dự khi mà mình được góp một phần nhỏ trong cái việc mà có thể giúp cho lễ tang của bác Nguyễn Phú Trọng được diễn ra một cách thuận lợi và suôn sẻ. Có thể thấy là người dân họ rất là trân trọng những gì bác làm, nên là khi mà bác mất đi thì cho dù là phải đến tận chiều mới được viếng mà họ vẫn có mặt từ rất sớm. Có thể nhớ nhất là những cái câu nói bác nói với giới trẻ về việc là mình cần phải cố gắng hàng ngày để có thể phát triển đất nước và kế thừa những cái di sản của các bậc cha ông đi trước, mình có thể phát triển thêm nữa. Khi mà thấy những người dân đến viếng bác ạ, thật ra thì là hôm nay vẫn chưa đến giờ ạ, tại vì là buổi chiều tầm 5 đến 6 giờ thì mới được viếng, nhưng mà người dân đã tụ tập ở quanh đây rất đông. Và em có hỏi qua một bác là bác ở Mỹ Đình ạ, em bảo là tại sao bác lại không về nghỉ ngơi để chiều quay lại. Bác bảo là thôi, kiểu tình cảm dành cho bác Trọng rất là lớn, nên là em rất hiểu được người dân Việt Nam, kể cả già trẻ, gái trai, dành tình cảm rất to lớn cho bác Trọng.